Kính bạch chư đại đức cùng các sư cũng như tu nữ và mọi người hữu duyên còn lại, thì để mà nêu cái cảm nghĩ về cái khóa tu xuất gia nhân duyên này, thì đầu tiên là con phải cảm ơn khóa xuất gia nhân duyên, bởi vì nó cho con biết được cuộc sống của một người xuất gia thật là đáng tôn kính và phẩm hạnh. Đặc biệt đó là vẻ đẹp của người tu sĩ không phải nằm ở tấm y. Ý thì con nói đây không phải là tấm y nó không cao quý, mà cái vẻ đẹp nó nằm ở giới hạnh của người tu sĩ biết gìn giữ. Bên cạnh đó thì đối với tài cũng như đối với vật thí của thí chủ, thì qua khóa xuất gia đã cho con thấy là để nhận được những cái vật thí đó, những tu sĩ cũng phải cố gắng, tinh tấn, nỗ lực mỗi ngày, hành trì công phu để xứng đáng với những bố thí của các thí chủ. Và cái cuối cùng mà cho con thấy được qua khóa xuất gia cũng như là khiến con tinh tấn hơn trên con đường tu tập, đó là củng cố về cái niềm tin xuất gia, đó là cái niềm vui cao quý của người xuất gia, đó là đạt được mục đích tối thắng là thoát khỏi khổ đau và đạt được niết bàn. Dạ, con xin hết.